Tính ra là Dương ở Sài Gòn 8 năm và đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà phải nói đây là cái lần đầu tiên Dương chuyển nhà mà Dương cảm thấy khỏe đến như vậy luôn á. Dương thì cũng bắt đầu chuyển bớt đồ của mình về nhà ở dưới Củ Chi rồi. Đa số sẽ là những cái trang thiết bị máy móc, mỹ phẩm, đồ skincare, nến thơm, vân vân. Nói chung là toàn là những cái đồ dễ vỡ không à. Do là mấy lần trước mình chuyển nhà thế nào đồ của mình nó cũng sẽ thất lạc, chưa kể là bị bể, bị hư hỏng nữa. Mà gặp cái lần này mình chuyển về xa chứ không phải là chuyển trong nội thành giống như mấy lần trước. Nên là mình cũng cân đo đong đếm và là tham khảo bạn bè rất là nhiều luôn. Sau khi tham khảo 7749 chỗ thì cuối cùng mình chọn Việt Nam Moving. Ban đầu mình xem video review thì mình thấy là mọi người đa số khen bên đây rất là nhiều, nhưng mà mình không nghĩ là ở ngoài cái anh chỉnh chu đến như vậy, dọn dẹp rất là kỹ càng, gọn gàng và ngăn nắp. Chưa kể đó là những cái thiết bị dễ vỡ hay là cái gì đó là các anh sẽ quấn rất là kỹ luôn. Bạn bè mình hay gọi mình là nữ hoàng chuyển nhà, thì mọi người cũng biết là mình chuyển nhà cỡ nào rồi đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy mấy anh quấn đồ bằng chăn rồi mấy cái lớp chống sốc nữa để cho cái thiết bị của mình nó được an toàn nhất có thể luôn. Ban đầu là mấy anh ngồi quấn từng cái đồ make up luôn. Trời ơi, tôi thấy nó cực gì đâu luôn mấy bà, với lại là cái đồ make up của tôi nó vừa nhỏ này, nó vừa nhiều nữa, nên là tôi nói mấy anh thôi khỏi cần quấn, mấy anh chỉ cần bỏ heo nguyên khay nguyên kiện với tôi là được rồi. Mà khi đóng xong thì mấy anh cũng có lót chống sốc với lại ghi chú rất là rõ ràng từng thùng. Sao á, chứ tôi thấy mấy anh này bị OCD dữ luôn á. Nói chung là mọi thứ nó đều rất là gọn gàng và ngăn nắp theo trật tự. Hồi trước cái lúc mà dọn vô dọn ra thì mình hay bị ban quản lý nhắc nhở là để đồ không có được gọn. Riêng với bên Việt Nam Moving á là nguyên một cái ngày vận chuyển đó mình không phải lăn tăn một cái điều gì luôn. Các bà coi, cái lúc mà tôi xuống dưới hầm tôi hết hồn luôn á. Sau đó thì tôi có chạy xe về ở dưới Củ Chi trước, thì tầm khoảng 2-3 tiếng sau thì mấy anh cũng đã đến. Và cái khâu xếp đồ xuống nó cũng gọn gàng y chang cái lúc mà mấy anh dọn ra luôn. Như mấy cái tivi đồ á là mấy anh sẽ háo ra và gắn chân lại giùm mình, sau đó là thử giúp mình xem là tivi còn hoạt động được hay không. Tất cả những cái món đồ này là nó đều sẽ nằm ở trên tầng 1. Thành ra là sau khi xếp gọn ở tầng trệt rồi thì mấy anh sẽ bắt đầu rinh từng món lên tầng 1 để xếp ra cho mình luôn. Còn tủ thì mấy anh sẽ háo ra và lắp đặt lại cho mọi người như ban đầu luôn á. Đó, giờ về cái phần mỹ phẩm thì Jun luôn muốn mình là cái người tự sắp xếp. Do là người khác sắp xếp xong hay là mình tìm hoài cái món đồ đó mình tìm không có ra thì mình rất là bực mình. Cho nên là Jun cũng có dặn mấy anh là chỉ cần để trong giữa phòng thôi rồi Jun sẽ tự sắp xếp ra. Nhưng mà mấy anh này kiểu là cái nghề rồi mọi người, nên là mấy anh bỏ ra ngoài nhưng mà cũng rất là gọn gàng và ngăn nắp luôn. Cái lúc mà mấy anh báo với tôi là xong rồi á, lên xem là được chưa. Tôi lên là tôi sốc thêm một lần nữa luôn mấy bà. Và khi mà tôi kiểm tra lại và khi mà tôi dọn cái phòng này lại thì tôi phát hiện là đồ của tôi không bị hư hỏng hay là hất lạc một cái món gì luôn.